Nếu như tất cả các thể loại xúc điện dành cho xe hơi mà bạn chưa cảm thấy thỏa mãn về chất lượng âm thanh thì đó là lúc mà chúng ta tính đến phương án lắp một chiếc xúc hơi. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn mở hộp một chiếc xúc hơi rất là hot. Cái xúc hơi này vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa đảm bảo tính chất lượng và vừa đảm bảo về tính nhanh gọn nhẹ bởi vì nó đã được đóng phun sẵn. Chúng ta sẽ cùng xem chi tiết cái xúc hơi này nó như thế nào nhé. Con xúc hơi của Stack này chúng ta nhìn như là một con xúc điện bởi vì nó rất là nhỏ gọn, nhưng nó lại là một con xúc hơi cực kỳ chất lượng được đóng thùng sẵn. Chúng ta có thể thấy là cái kích thước của nó, quay gần đây, cái độ rộng của nó chúng ta thấy là cái chiều sâu nó chỉ rơi vào khoảng 15 cm, chiều cao rơi vào khoảng 32 cm, và chiều rộng thì nó chỉ khoảng 45 cm. Như vậy là có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào trên xe một cách rất là linh động, đặc biệt ở vị trí cốp sau, nơi mà chiếc xe của chúng ta thường chứa các cái đồ đạc, thì chúng ta có thể di chuyển rất là dễ dàng, và nó lại đem lại cho chúng ta một cái chất lượng âm thanh vượt trội so với cả xúc điện.